Sáng ngày 9 tháng 8, một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, cho biết việc cư dân đòi bồi thường bằng tiền đã diễn ra từ lâu. Ông Thản cho biết, kiểu gì cũng được, chủ đầu tư khắc phục hết bằng tiền, người ta có tiền là được. Trước đó, hàng trăm cư dân thuộc dự án trên đã có đơn kêu cứu lên cơ quan xét xử về phiên tòa diễn ra vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Trong đơn, các cư dân mong muốn cơ quan xét xử phán quyết để bảo vệ quyền lợi người mua nhà, trong đó có quyền được cấp sổ đỏ hoặc bồi thường thỏa đáng, bao gồm yếu tố trượt giá, biến động thị trường bất động sản trong 10 năm qua. Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố ngày 5 tháng 7 năm 2019 và cho tại ngoại. Vào năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, nhưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết, tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, xây tăng số lượng căn hộ, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C, không có trong hồ sơ thiết kế. Từ tháng 5 năm 2011, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn thị trường, nên sau thời gian ngắn, công ty Bemes đã bán hết số căn hộ. Trong vụ án, cơ quan công tố xác định có hàng loạt cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã làm ngơ cho ông Lê Thanh Thản, tự ý điều chỉnh khi xây dựng dự án trên. Hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 488 khách hàng, mua 488 căn hộ là hơn 481 tỷ đồng.